Xin chào các bạn, chào các bạn đến với trường học mình. Hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về No Demand và No Supply nha các bạn. Rồi, thực hành mới đúng, thầy nhầm con này. Đây, hôm nay sẽ đến con bà đây, con MSB đi con ơi. Ok chưa? Hiện nay con trong quá trình đi xuống của thị trường này. Đấy, chúng tôi đi xuống con này nhá. Mình sẽ tìm một cây hết cùng hết. Đây con ơi, ở đây có những cây. Để mình kéo cái to lên qua đây. Cái thời này, cái lúc này là nó giảm lên nên là khối lượng cũng bớt đi này, nhìn nó bé hơn gọi là đây. Đây là một cây, hai cây, ba cây. Được. Một cây thôi bên này, hai cây, khoảng hai cây thôi. Cạn cung với cái đám này hơi to mà các bạn. Đấy, cạn. Đâu, đây là cạn cầu các bạn ơi. Hay cạn cầu nha các bạn. Bởi vì thực sự hồi nó không được nhiều quá. Đấy, đây cạn cầu nha, thế là nên là giá bị đạp xuống tiếp này. Đấy, đạp xuống tiếp các bạn ơi. Xuống đây này, đến đây là cạn. Đây cạn cầu hắn các bạn ơi. Đấy. Ba cây này cạn cầu hắn luôn này. Đấy. Đây là khối lượng lớn. À khối lượng nhỏ này. Đấy, đạp xuống đây. Cái này xuất hiện những cây cạn cung bạn ơi. Cạn cung khối lượng nhỏ đây. 1 2 3 4 cây cạn cung khối lượng nhỏ, tức là người ta không muốn bán nữa, giá thấp quá rồi. Thế này là giá đẩy lên. Lên đến đây. Đấy, xong nó xuống một tí xuống đến đây các ơi. Là xuất hiện những cây cạn cầu. Đây. Lúc này người ta không có muốn mua nữa bởi vì thị trường tạm nó đang xuống mà. Người ta sợ mua vào sẽ bị rơi xuống nên là giá sụt xuống. Đấy, xuống đây con ơi. Đến đây. Đến đây xuất hiện những cây cạn. Đâu đây. Đến đây con ơi, đến đây xuất hiện hai cây cạn. Cạn cung con ơi, người ta không muốn bán nữa. Thế nên là ra đẩy lên này. Đến đây sập xinh. Đến đây con ơi. Đây xuất hiện dãy cây. Cạn cung. Đấy. Rồi sau đó ra đẩy lên. Đến đây lại xuất hiện nữa con ơi. Đấy, mặc dù khối lượng lớn hơn nhưng mà nó vẫn là cạn cung bạn nhá. Đấy. Lớn hơn bọn này thôi chứ cần vẫn nhỏ thôi bọn này. Đấy, thế này là nó tăng lên cũng đây. Như vậy thì hôm nay mình đang bạn tìm hiểu về No Demand và No Supply, hay gọi là cạn cung và cạn cầu. Nếu bạn là như này thì like giúp nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.